Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Mới đây thì trên một trang báo mạng cũng khá là nổi tiếng tại Việt Nam có xuất hiện một cái tin đồn, đó là Yamaha NVX sẽ không phù hợp với đại đa số người tiêu dùng và sớm hay muộn cũng sẽ bị vắng bóng trên thị trường và khai tử giống như Novo. Xuân Duy đã chạy thử chiếc xe này trong những ngày gần đây và mình nhận thấy rằng Everest sẽ không phải là đối thủ của Yamaha NVX, mà NVX sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda SH. Tại sao lại như vậy? Thì ngược lại lịch sử, quý vị có thể thấy rằng là sau khi khai tử Novo thì Yamaha đã cho ra NVX và mở ra một khung phân khúc mới xe tay ga thể thao. Xe được trang bị động cơ Blue Core 155 phân khối và công suất là 14,7 mã lực, bổ sung hệ thống stop và start, chìa khóa thông minh, màn hình LCD và cổng sạc điện thoại. Với cái mức giá mà được hãng công bố là 45 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn và 51 triệu cho phiên bản cao cấp thì Yamaha NVX được đánh giá là lựa chọn rất đáng cân nhắc cho những người dùng là nam giới trẻ tuổi. Và tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì nhiều độc giả cũng đã chỉ ra những các điểm yếu của NVX khi so sánh với đối thủ ở phân khúc cao hơn. Sau khi mà Xuân Duy chạy thử rong ruổi trên những tuyến đường trên thành phố hoặc là ra ngoại thành hoặc là chạy trên đường cao tốc thì mình nhận thấy rằng đây là một cái xe mà có cái sức hấp dẫn không thể chối từ. Thứ nhất là nếu như mà quý vị ngồi trên chiếc xe thì cảm giác sẽ rất là chắc chắn, và nếu mà những anh chàng FA mà ngồi lên chiếc xe này mà chở gái thì cảm thấy rằng là chắc chắn là sẽ sớm xây dựng gia đình, bởi vì là khi mà cái vị trí yên của người ngồi trước ấy, nó hạ xuống thấp, còn cái vị trí yên nó phân biệt hai cái chỗ ngồi trước và chỗ ngồi sau, mà cái người ngồi sau thì khi mà ngồi hai có thể ngồi ở hai cái tư thế, một là ngồi tràng hàng, hai là ngồi ôm eo ếch, thì nó sẽ có cái xu hướng là cái chữ X mà, thì cái người ngồi sau nó sẽ có cái xu hướng là nó hơi dốc ngược về phía người ngồi đằng trước, dẫn đến là những cái êm ái nhất, những cái mà tuyệt vời nhất, cái êm ái nhất của người con gái là nó sẽ chạm vào cái người đàn ông mà ngồi ở phía trước điều khiển xe, nên là nó tạo ra một cái sức hấp dẫn, một cái sự thu hút rất là lạ kỳ, dẫn đến là khi mà các anh như là được tiếp thêm cái nguồn điện, cái nguồn năng lượng thì các anh sẽ vít ga để cho chiếc xe lao về phía trước. Mà phải nói thực sự là chiếc xe này ga rất là ngọt, tăng tốc tuyệt vời, mà đi thực sự mà nói là nó nhẹ nhàng hơn SH rất nhiều. Một cái điểm cộng nữa là cái cốp của nó rất là rộng, nó có thể chứa tới hai cái mũ bảo hiểm, một là cái mũ bảo hiểm cả đầu và hai là cái mũ bảo hiểm nửa đầu. Cái việc đổ xăng thì nó cũng lại thuận lợi hơn SH, đó là đổ xăng ngay ở phía đằng trước, không cần phải mở cốp. Nó cũng có phanh ABS, nhưng mà ABS thì chỉ được trang bị ở trên bánh trước mà thôi. Còn phía sau thì vẫn là phanh tang trống. Nhưng mà một cái điểm tuyệt vời hơn là giá của nó chỉ là 51 triệu cho cái phiên bản cao cấp. Trong khi giá của Honda SH mà 150 phân khối thì giá đề xuất là 90 triệu. Thì trên thực tế là các đại lý bán ra chênh khoảng 2 triệu, đó là khoảng 53 triệu là quý vị đã có thể mua được cái chiếc xe này rồi. Cả đăng ký các thứ vào thì chưa tới 60. Tuy nhiên, nếu mà các bạn mua SH 150 phiên bản ABS thì các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng xấp xỉ là 120 triệu mới đủ tiền để sở hữu. Như vậy thì thử hỏi quý vị là những người mà có 120 triệu nhiều hơn hay là những người có 60 triệu nhiều hơn? Đương nhiên là những người sở hữu 60 triệu nhàn rỗi sẽ nhiều hơn cái số người mà có 120 triệu. Chính vì vậy nên là nếu mà các bạn có điều kiện đi thử thì chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ thèm mua SH. Mình dám khẳng định như vậy. Về phần đầu xe thì thiết kế rất là đẹp. Nó đẹp phải nói là mình thấy một cái góc cạnh, một cái dáng như là siêu nhân. Và vừa nãy mình có nói là cái khi mà ngồi lên cái yên xe này thì một cái mỹ nhân ngồi đằng sau thì nó sẽ có cái xu hướng là nó cứ dốc ngược về phía đằng trước và nó sẽ chạm cái phần êm ái vào như là một cái luồng điện để kích thích những gọi là những tay này ngồi phía trước, và tốc độ của nó thì cũng rất là tuyệt vời, nó tăng tốc tốt hơn SH nhiều lắm. Nên là quý vị và các bạn nếu mà có cái điều kiện chạy thử thì các bạn sẽ thấy là những các cái ưu việt của nó. Thì mình cũng đã trải nghiệm thực tế
và cua gấp ở những các cái tốc độ khoảng 60 km/h thì xe bám mặt đường rất tốt và không có cái hiện tượng trơn trượt hay là văng, và cái lốp xe thì béo, nhìn là nó béo, nó đậm hơn xe SH. Ngoài cái thiết kế về thiết kế thì các cái thông số khác như là cái chìa khóa keyless cũng là một cái yếu tố quan trọng để tạo nên cái sức hút của người tiêu dùng. Tuy nhiên thì ban đầu thì mình cũng chưa quen với cái chìa khóa smart key này, nhưng mà một vài ngày thì mình cũng bắt đầu quen. Ngoài ra nó có xe này nó có một cái đặc điểm là nó có hai cái chìa khóa phụ, thì muốn mở yên trong cái trường hợp mà khóa từ bị kẹt hoặc là một vì lý do nào đấy không mở thì nó cũng hơi bất tiện một chút, đó là chúng ta phải mở một cái nắp ở dưới gầm xe và sau đó cắm chìa khóa vào để mở. Và ngày nay thì cái tình trạng là trộm cắp xe rất là nhiều, nên là chỉ cần lơ là một chút thì có thể là người dùng có thể bị mất xe, nên là cái chìa khóa thông minh của NVX sẽ ngăn cho cái lũ trộm cắp, nó sẽ không thể nổ máy, và nó là một cái sự lựa chọn khá là hoàn hảo cho người tiêu dùng. Đây cũng là một cái sự nâng cấp mà để chống lại cái tình trạng trộm cướp xe, thì theo đó bạn chỉ cần mang chìa khóa bên mình thôi, và bạn hãy phải đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, vì nếu mà những ai đang dùng chìa khóa cơ thì khi mà chuyển sang dùng chìa khóa từ và chìa khóa thông minh thì có lẽ là phải mất một cái khoảng thời gian nhất định để có thể làm quen được với các cái tính năng tác dụng trên cái xe mới này. Một cái đặc điểm nữa là chiếc NVX này nó là có cái hệ thống tạm dừng thông minh, tức là theo đó khi mà chúng ta phanh lại thì chúng ta dừng chừng khoảng 3 giây là xe sẽ tự động là rơi vào cái trạng thái ngủ, sau đó thì không cần phải đề mà chúng ta chỉ cần nhích nhẹ ra là xe lại vọt đi. Thì rất là nhiều cái khách hàng khó tính đã nói rằng là những cái dòng xe NVX thì đã chinh phục được những người khó tính nhất, bởi là giá cả nó thấp hơn nhiều so với công nghệ trang bị trên xe, vì công nghệ Smart Key này và công nghệ phanh ABS này trang bị trên một cái chiếc xe này thì phải nói rằng là chắc chắn là nó đã chiến thắng Honda e-Blade rồi. Còn về SH thì với SH thì nó cũng sẽ cạnh tranh ngang ngửa, bởi vì cạnh tranh đây sẽ là cạnh tranh về giá. Tuy là nó không sang chảnh được như SH nhưng mà nó lại rất là hầm hố, và cốp thì cực kỳ rộng để được nhiều thứ, tăng tốc thì nhanh mà vận hành thì linh hoạt hơn. Thì Yamaha phải nói là họ chú trọng đến cái giá cả này, cái sự an toàn của người tiêu dùng, và với những các cái tính năng cộng thêm như vậy trong khi mà giá cả chỉ bằng một nửa SH thì bạn đã biết là nên chọn cái xe nào rồi đấy. Thì nếu là sử như là bạn mua SH với lại mua NVX thì sau này khi bạn chỉ cần bỏ ra một nửa tiền để sở hữu NVX, bạn đi chán chê mê mỏi bạn bán đi, vẫn còn mớ tiền đấy, dụ nó lại khoảng 5-10 năm nữa nó ra xe mới, bạn lại mua một cái dòng xe mới, có phải hơn là bạn phải đầu tư một lúc là một cái con xe gấp 2 lần tiền cái con xe mà bạn sẽ sở hữu, có đúng không ạ? Những cái yếu tố khác như là về kiểu dáng này, rồi những cái tiện ích cộng thêm thì nó rất là phù hợp với cái địa hình hoặc là cái thói quen sinh hoạt của người dùng. SH thì có vẻ là nó khá là cồng kềnh, nhưng mà khi mà di chuyển trên NVX thì mình cảm thấy một cái sự thoải mái nhỏ gọn, nó nhỏ gọn hơn và nó dễ điều khiển hơn. Tuy nhiên thì với cái chiều cao 1m75 thì mình cũng chống chân cũng vừa đủ, cũng không phải nhóm. Có những bạn đọc khác thì đánh giá cho rằng là NVX thì không đủ sức đấu với SH, nhưng mà mình có thể khẳng định rằng nó dư sức để đấu với SH, bởi vì nếu như mà nó bằng có một nửa tiền mà những các công nghệ, những tiện ích như thế thì so sánh thì SH không có cửa để đấu lại với NVX. Cái kiểu dáng xe này thì rất nhiều độc giả nam giới khi mà đã được chạy thử, mình cho chạy thử thì họ đều nhận định rằng là cái kiểu dáng này rất là lạ mắt và nam tính. Còn tuy nhiên thì cũng có thể là một số cái lượng fan nữ hoặc cái người lớn tuổi thì có thể họ không thích đến cái vẻ hầm hố, nhưng mà tuy nhiên thì những người lớn tuổi thì họ lại thường là cái sự tiêu dùng của họ nó không nhiều, và nhắm tới những các cái đối tượng là cái khách hàng trẻ tuổi thì nó sẽ nhiều hơn, thường là thanh niên này, những người làm văn phòng này, những người FA này thì họ sẽ rất thích cái chiếc NVX. Và trong quá trình mình chạy thử qua các cái tuyến phố trong một vài ngày thì đã có rất nhiều những khách hàng trung niên hoặc là những bạn trẻ chạy theo hỏi: anh ơi, anh mua xe này ở đâu, giá bao nhiêu tiền, chạy có ngon không? Và có những khách hàng chạy SH đuổi theo, đi theo tụi mình hàng cây số, và có những người còn bảo là cho em chạy thử. Và khi chạy thử thì đúng là họ cảm nhận là SH cái việc tăng tốc nó không ngon như là cái con xe NVX này. Thì
Đó là cái ý kiến riêng của Xuân Duy. Và Xuân Duy nghĩ rằng là khi mà chúng ta đánh giá bất cứ một cái xe nào thì cũng nên trải nghiệm và chạy thực tế, không nên quá gato. Và có thể nói là cái chiếc xe này nó cũng chả là đối thủ của ai à, vì nó là một mình một chợ, một mình một phân khúc. Và phân khúc này thì sẽ dành cho cái khách hàng trẻ, nam tính và hoạt động gọi là năng động, thích năng động, sáng tạo, phù hợp cho những người đi phượt hoặc là đi làm, đi chơi. Nói chung là nhạc nào cũng có thể chơi được. Nên là một cái dòng xe này thì nó sẽ không phải là đối thủ của Emblade, mà cũng chẳng phải là đối thủ của SH, mà nó là một mình một chợ và nó sẽ là rất tuyệt vời. Và Xuân Duy có dự đoán rằng trong cái thời gian tới, khi mà nhiều khách hàng được trải nghiệm và chạy thử cái dòng xe này, thì chắc chắn là họ sẽ không màng tới SH mà cũng chả thèm mua Emblade, và họ sẽ mua cái xe này thôi. Quý vị không tin à, quý vị cứ chạy thử đi rồi biết. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like cho video, hãy đăng ký kênh Xuân Duy để nhận những video mới nhất từ tác giả. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.